chào tất cả các bạn, mình là chủ cửa hàng Tân Gia Huy tại 6A Hà Huy Tập, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Số điện thoại 0905 055658. Trong video này, mình sẽ review cho các bạn về kệ bát đĩa cố định 2 tầng inox 304 của Aerogon và Remani VN, là nhãn hiệu mà mình mới tiếp cận. Về inox thì hai hãng có cái sự tương đồng với nhau. Đây là kệ để bát, đây là kệ để đĩa. Chúng ta sẽ thấy là mẫu này là rộng 80 cm, còn mẫu này là rộng 70 cm. Chúng ta sẽ thấy là về chất liệu inox thì tương đồng rồi, còn về kiểu dáng thì kệ để chén này với kệ để chén của Remani VN hơi khác một chút về thiết kế. Kệ để đĩa của hai sản phẩm này, hai nhãn hiệu này cũng như vậy. Và ngoài những nhận biết về thương hiệu là dòng chữ Aerogon và Remani, thì hai sản phẩm này còn khác nhau ở màu sắc của thanh nhôm này và phần đế nhựa. Aerogon thì có thanh nhôm và phần đế nhựa bóng sáng, phần nhựa màu nhạt hơn. Còn Remani VN thì phần nhựa màu xanh xám, màu xám xanh nhạt, màu xám hơi xanh và thanh nhôm. Thanh nhôm màu trắng nhờ, không bóng sáng. Về trọng lượng thanh nhôm thì hai sản phẩm đều tương tự như nhau. Về giá cả thì Remani VN có giá mềm mại hơn Aerogon, nên hãy lựa chọn cho phù hợp với điều kiện tài chính của mình nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.